Thế Hoàng chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc Thưa quý vị và các bạn thân mến, Tô Lâm và tham vọng xây dựng chế độ xa hoàng tại Việt Nam Việc đại tướng Tô Lâm, một nhân vật xuất thân từ lực lượng công an Trở thành tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo nên một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị Việt Nam Bước ngoặt này không chỉ đơn thuần là sự thay đổi nhân sự cấp cao mà còn mở ra nhiều suy đoán về tương lai của hệ thống chính trị Việt Nam. Liệu Việt Nam có đang tiến tới một mô hình độc tài tập trung quyền lực dưới sự lãnh đạo của Tô Lâm theo con đường mà tổng thống Nga Putin đã đi? Điều đáng chú ý là đại tướng Tô Lâm hoàn toàn khác với người tiền nhiệm đã mất Trần Đại Quang ở Bộ Công an. Mặc dù thì đã rời khỏi vị trí Bộ trưởng Bộ Công an để đảm nhận vị trí quan trọng ở tứ trụ, nhưng ông vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng đáng kể trong lực lượng này và tạo nên tam quyền hội tụ và trên thực tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và người điều hành Bộ Công an. Điều này đặt ra câu hỏi liệu ông Lâm sẽ tận dụng quyền lực này như thế nào để mà định hình lại bộ máy cầm quyền, thu hẹp vai trò của tập thể lãnh đạo và hướng tới mô hình tập chung quyền lực tương tự giống như Putin ở bên Nga đã làm. Việc Tô Lâm đồng thời giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương, nắm giữ quyền lực tối cao trong quân đội nhân dân Việt Nam và càng củng cố thêm nhận định về tham vọng tập trung quyền lực của ông. Sự hiện diện của những tướng lĩnh đồng hương hưng yên với ông trong bộ quốc phòng cũng là điểm đáng chú ý. Điển hình là Thứ trưởng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng người đứng thứ hai trong các thứ trưởng sau thứ trưởng thường trực Nguyễn Tân Cương để củng cố quyền lực của mình, ông Lâm có thể sẽ tìm cách mà sắp xếp để trong chiến vượt qua ông Cương nhằm kế nhiệm vị trí bộ trưởng quốc phòng khi mà khả năng cao là Lương Tam Quang lên làm chủ tịch nước giống như Trần Đại Quang từng vượt qua Trần Quốc Tỏ ở bộ Công an để trở thành bộ trưởng bộ Công an sau đó là chủ tịch nước một nhân vật từ khác cũng là một trung tướng Nguyễn Hồng Thái, ủy viên Trung ương Đảng, tư lệnh quân khu 1 và sự xuất hiện của những người đồng hương nắm giữ vị trí then chốt trong quân đội cho thấy tiềm năng của Tô Lâm có thể từng bước thâu tóm cả lực lượng vũ trang tạo nền tảng vững chắc cho những thay đổi chính trị sâu rộng. Việc kiểm soát cả lực lượng công an và quân đội sẽ mang đến cho ông Tô Lâm một quyền lực chưa từng có tiền lệ và tạo điều kiện để cho ông kiểm soát hoàn toàn bộ chính trị và thực hiện những thay đổi trong hệ thống chính trị theo hướng tập trung quyền lực và thậm chí là độc quyền cai trị giống như Putin. Tuy nhiên, con đường dẫn đến việc tập trung quyền lực của ông sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn bất kỳ những nỗ lực nhằm thu hẹp quyền lực của bộ máy đảng Vốn đồng nghĩa với việc tước bỏ đặc quyền đặc lợi của ông trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên và chắc chắn sẽ vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ những lời chỉ trích ngấm ngầm cho đến hành động chống đối công khai. Để đạt được tham vọng của mình thì Tu Lâm cần phải có một chiến lược cực kỳ tinh vi và hiệu quả. Chiến lược này không chỉ đơn thuần là thu phục và lôi kéo các bên ủng hộ, còn phải bao gồm cả việc khéo léo phân bổ lợi ích và cung cấp những đặc quyền đặc lợi cho những phe cánh đối thủ trong bộ máy để đổi lại sự ủng hộ trung thành và sử dụng chiếm chiến thuật cai để trị và như vậy thì có thể thấy được rằng uh, việc tô lâm mà nắm giữ được toàn bộ bộ máy hiện nay và cũng có thể thấy được rằng việc làm của ông ta là quản lý toàn bộ hệ thống chính trị lưỡng đảng và với sự trồng chéo phức tạp đã tồn tại quá lâu ở việt nam và tạo ra vô số những kẽ hở và những bất cập chính hệ thống vừa đá bóng vừa thổi còi của cộng sản việt nam thì chúng ta cũng thấy và tuy nhiên thì con đường dẫn đến việc tập trung quyền lực của ông ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn để đạt được tham vọng của mình thì tô lâm đã cần phải có một chiến lược cực kỳ, kỳ tinh vi và hiệu quả chiến lược này không chỉ đơn thuần là thu phục lôi kéo các bên và ủng hộ phải bao gồm việc khéo léo phân bổ lợi ích và cung cấp những đặc quyền đặc lợi cho phe cánh và đối thủ trong bộ máy để đổi lại sự ủng hộ trung thành sử dụng chiến thuật chia để trị để làm suy yếu các nhóm đối lập đồng thời thì vô hiệu hóa các đối thủ chính trị tiềm tàng thông qua biện pháp như là thanh trừng, đốt lò kiểm soát truyền thông và hạn chế tự do ngôn luận. Hệ thống chính trị lưỡng quyền mà nhà nước Cộng sản Việt Nam với sự trồng chéo phức tạp đã tồn tại quá lâu tại Việt Nam và tạo ra vô số những kẽ hở bất cập chính hệ thống vừa đá bóng vừa thổi còi này đã tạo điều kiện cho các quan chức từ cấp cao cho đến cấp dưới cơ sở có thể lách luật lạm quyền tham nhũng và vẫn dễ dàng trốn tránh trách nhiệm khi bị phát hiện và đây chính là bức tường thành vững chắc để bảo vệ cho nhóm lợi ích trong hệ thống khiến cho mọi nỗ lực cải cách thay đổi đều gặp phải sự phản kháng quyết liệt việc xóa bỏ hoàn toàn hệ thống chính trị lỗi thời này để cho tô lâm có thể tập trung quyền lực tối đa vào tay của mình là một thách thức vô cùng to lớn có thể nói là khó như là lên trời để thâu tóm quyền lực một cách trọn vẹn trước hết thì tô lâm phải kiểm soát được những thành phần bảo thủ và những người được hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống hiện tại và thậm chí thì ông ta phải tìm cách để mà kiểm soát toàn bộ đảng ông ta cần phải vô hiệu hóa hoặc là loại bỏ những tiếng nói phản biện, bắt đồng quan điểm và xây dựng một hệ thống tuyên truyền hiệu quả để tạo ra sự ủng hộ từ quần chúng nhân dân, đồng thời thì củng cố bộ máy an ninh, quân đội trung thành với cá nhân của mình. Nếu làm được điều dường như là bất khả thi này thì tô lâm mới có thể thực hiện được giấc mơ lật đổ đảng và xóa bỏ chế độ lãnh đạo tập thể và trở thành vua một sa hoàng thời đại mới cai trị đất nước bằng quyền lực tuyệt đối giống như là những gì mà vladimir putin đã làm ở nước nga khi đó thì mọi quyết định quan trọng của đất nước sẽ chỉ phụ thuộc vào một người duy nhất sa hoàng tô lâm và liệu tô lâm với tham vọng to lớn và bản chất xuất thân từ lực lượng còn đảng còn mình, có đủ sức tính toán và mưu mô thủ đoạn cả sự tàn nhẫn cần thiết để tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt trong hệ thống chính trị vừa duy trì được sự kiểm soát tuyệt đối của mình đối với đất nước. Liệu ông ta có thể hô biến Việt Nam thành một nước Nga thứ hai, nơi mà quyền lực chỉ tập trung vào trong tay có một người duy nhất? Câu trả lời có thể tìm được thấy trong thời gian tới, khi mà những nước cờ chính trị tiếp theo của tô lâm sẽ được triển khai trên bàn cờ chính trị đầy biến động và khó lường ở xứ cộng sản việt nam còn theo hiếu trân thì việt nam sẽ chọn cuba hay là mông cổ ngay sau khi kết thúc chuyến công du ở tây bán cầu hoa kỳ và cuba từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 thì ông Tô Lâm, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Việt Nam đã vội vãng lên đường tới Mông Cổ, Pháp và Ireland từ 30 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10. Trong hai chuyến đi dài ngày này thì Tô Lâm viếng thăm chính thức hai quốc gia từng có quá khứ là Cộng sản giống như Việt Nam nhưng đã chọn hai con đường khác nhau hiện đã ở hai giai đoạn phát triển khác nhau chuyến thăm Cuba từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 9 và Mông Cổ từ 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 của Tô Lâm chỉ là hoạt động ngoại giao bình thường hay có mục đích tìm bài học con đường cho Việt Nam kỷ nguyên mới. Trước năm 1989, cả Việt Nam và Cuba và Mông Cổ đều là những nước xã hội chủ nghĩa phụ thuộc vào anh cả đỏ Liên Xô về chính trị, quân sự lẫn kinh tế. Cả ba nước đều đặt mục tiêu tối hậu là xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo toàn diện của độc đảng Cộng sản và thực hành nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và tước đoạt của người dân cả quyền tự do chính trị và tự do dân sự. Nay thì tình hình đã hoàn toàn khác. Năm 1990 của thế kỷ trước thì Liên Xô đã tan rã và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũng bị sụp đổ trong khi thì cuba kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa dễ cai trị sắt máu của gia tộc fidel castro việt nam theo đuổi trung quốc và cải cách nền kinh tế theo thị trường nhưng kiên trì chế độ độc đảng về chính trị thì mông cổ đã có một sự thay đổi ngoạn mục từ độc tài sang uh, dân chủ như là nhiều quốc gia cựu cộng sản đông âu khác về mặt kinh tế thì trong ba nước thì hiện Mông Cổ là nước phát triển nhất, thu nhập bình quân đầu người cao nhất, còn Cuba là kém nhất, dù là nền kinh tế của cả ba nước đều đang đối mặt với rất nhiều thách thức nghiêm trọng. Theo dữ kiện trong tờ World Facebook của CIA, thu nhập bình quân đầu người của Mông Cổ năm 2023 là 16.300 đô la Mỹ, cao gấp rưỡi Việt Nam và gấp đôi Cuba và mỗi khi thăm Cuba thì các lãnh đạo cộng sản Việt Nam thường tặng hàng ngàn tấn gạo cùng với máy điện toán cho thấy là Cuba đang rất thiếu thốn nhu yếu phẩm cấp thiết. Nhưng đáng chú ý là trong 3 thập niên qua thì người Mông Cổ đã xây dựng được một xã hội tự do trái ngược hẳn với chế độ độc tài của Cuba và Việt Nam. Tổ chức nghiên cứu về tự do Freedom House vừa đưa ra bảng đánh giá tình trạng tự do dân chủ của tất cả những nước 2024, trong đó thì Mông Cổ xếp ở vị trí cao ở mục điểm số tự do toàn cầu Global Freedom Scores. Mông Cổ có tổng cộng 84 điểm, quyền tự do chính trị được 36 điểm và tự do dân sự được 48 điểm. Số điểm tự do của Mông Cổ không chênh lệch nhiều so với Hoa Kỳ, quốc gia tự do nhất thế giới. Điểm số lần lượt là 83,33 và 50 điểm. Ở cực bên kia, Việt Nam có tổng điểm tự do 19 điểm, tự do chính trị 4 điểm, còn quyền tự do dân sự chỉ 15 điểm, xếp loại không có tự do, not free. Cuba còn thê thảm hơn với tổng điểm 12, tự do chính trị chỉ có 1 điểm và tự do dân sự 11 điểm cùng với nhóm với Nga 13 điểm và Trung Quốc 9 điểm. Quyền tự do có quan hệ mật thiết và phát triển kinh tế bền vững với sự thịnh vượng của quốc gia của từng cá nhân. Mông Cổ là nước nhỏ nằm sâu trong lục địa của châu Á, bị kẹp giữa hai cường quốc nguyên tử và không có biển và khí hậu và vô cùng khắc nghiệt, nhưng nhờ có thể chế kinh tế tăng trưởng Cuba, Việt Nam, khí hậu nhiệt đới thích hợp cho cánh tác nông nghiệp, có bờ biển dài và giao thương quốc tế thuận lợi, nhưng bị độc tài kìm hãm nên vật vã và chưa tiến bước lên được. Nếu là nhà lãnh đạo thực sự cầu thị và mong muốn cải cách thì hẳn Tô Lâm phải biết giữa Cuba và Mông Cổ, ông nên đưa Việt Nam theo hướng nào? Mông Cổ không tự nhiên là nước tự do và nhiều thế kỷ là phiên dậu của nhà của nhà Thanh ở bên Trung Quốc, rồi là chư hầu của Liên Xô theo đúng đường lối cai trị đẫm máu của Stalin. Mông Cổ chỉ thật sự nếm mùi độc lập năm 1990 khi Liên Xô hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cũng trong năm 1990 đó thì chính trụ Mông Cổ đã trải qua một cơn địa chấn và làm thay đổi hẳn số phận của dân tộc vốn quen sống du mục trên các thảo nguyên bát ngát này. Sự sụp đổ của Liên Xô có nghĩa là nguồn tài trợ cho Mông Cổ chấm dứt và đồng thời tư tưởng cải cách dân chủ hóa của nhà lãnh đạo Mikhail Gorbachev cũng ảnh hưởng mạnh tới nhiều đảng viên của đảng nhân dân cách mạng Mông Cổ cầm quyền và làm giấy lên trào lưu đòi cải cách trong nội bộ của đảng. Chắc nhiều người còn nhớ thời gian ấy ở Việt Nam cũng có một hiện tượng tương tự đòi cởi trói, đòi mở cửa đa nguyên khi mà nhiều đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt niềm tin vào sự thức thời của Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư, các ông Trần Xuân Bách, Ủy viên Bộ Chính trị, ông Trần Độ, trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương là tiêu biểu của trào lưu ấy. Cái khác là ở chỗ thanh niên sinh viên Mông Cổ bất mãn với tình trạng thất nghiệp tràn lan và kinh tế kiệt quệ đã đứng dậy phong trào phản kháng mạnh mẽ, đòi đảng em PRP cầm quyền phải từ bỏ độc quyền chính trị, hợp pháp hóa hệ thống đa nguyên, tự do báo chí, bầu cử tự do và kinh tế thị trường. Hàng loạt những cuộc biểu tình ôn hòa, bất bạo động và hàng ngàn thanh niên tham dự đã diễn ra hàng tuần tại trung tâm thủ đô Ulaanbaatar. Từ phong trào phản kháng, một số đảng chính trị đối lập đã hình thành như là Đảng dân chủ Mông Cổ phong trào dân chủ xã hội liên đoàn tân tiến bộ liên đoàn sinh viên mông cổ các tổ chức kết hợp với nhau cùng nhắm mục tiêu là cải cách luật pháp để mà dân chủ hóa đất nước họ đòi hỏi đảng cộng sản cầm quyền mprp phải từ bỏ độc quyền là giai cấp tiên phong lãnh đạo xã hội và được ghi trong hiến pháp mông cổ tương tự như là điều bốn hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ban hành năm 2013. Họ yêu cầu giải tán quốc hội và yêu cầu chính phủ từ chức, tái bầu cử quốc hội và có sự tham dự của các thành phần dân chúng và biên soạn một hiến pháp mới. Những cuộc biểu tình tuần hành diễn ra liên tục từ tháng riêng năm 1990 cho đến hết năm và hình thành một sức ép chính trị khủng khiếp. Sức ép chính trị của phong trào quân chúng chưa chắc dẫn tới sự thay đổi nếu như không có sự hưởng ứng từ bên trong đảng cầm quyền sự sụp đổ của liên xô và ảnh hưởng của tư tưởng góp và chốt đã làm phân hóa sâu sắc nội bộ của đảng cộng sản mprp cầm quyền giữa những người giáo điều cứng rắn và những người cải cách mà phần thắng nghiêng về phe đổi mới có thể thấy một sự phân hóa như vậy thì cũng đang âm thầm diễn ra trong nội bộ của đảng cộng sản việt nam ở Hà Nội và giới chức lãnh đạo đảng thường lên án là tự chuyển hóa tự diễn biến. Đã có không ít những đảng viên Cộng sản Việt Nam từ chức vụ cao có danh tiếng lên tiếng đòi thay đổi, từ bỏ chủ nghĩa xã hội lỗi thời và thực hiện cải cách thể chế chính trị của đất nước tiến lên. Sau nhiều cuộc đấu tranh vật vã, ngày 12 tháng 3 năm 1990, ông Jean-Pin Tổng bí thư đảng MPRP kiêm chủ tịch Quốc hội Mông Cổ tuyên bố Bộ Chính trị của đảng MPRP sẽ từ chức từ bỏ đặc quyền lãnh đạo và sẽ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội mới như yêu cầu của các lực lượng dân chủ. Phiên họp bất thường ngày 21 tháng 3 của Quốc hội Mông Cổ chính thức hóa việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng MPRP trong hiến pháp thừa nhận đa nguyên chính trị. Đảng MPAP cũng quyết định thay đổi điều lệ và xưng danh từ Đảng Cách mạng Nhân dân Mông Cổ thành Đảng Nhân dân Mông Cổ. Từ bỏ đặc quyền từ sử dụng ngân sách nhà nước và đặc quyền kiểm soát bộ máy chính phủ, quân đội và công an. Từ đó Đảng MPP hoạt động như là một chính đảng bình thường trong một xã hội đa nguyên đa đảng cạnh tranh với các đảng chính trị khác để giành sự ủng hộ của người dân. Dù thực tế thì đảng MPP có nhiều lợi thế hơn vì có sẵn mạng lưới đảng viên và cơ sở ở từng thôn làng khắp cả đất nước Mông Cổ. Cuối tháng 7 năm 1990 thì Mông Cổ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội tự do đa đảng đầu tiên, bầu hạ viện 430 dân biểu và thượng viện là 50 nghị sĩ. Mức chức danh chủ tịch nước được đổi thành tổng thống. Có 2.413 ứng cử viên thuộc 6 đảng chính trị ra tranh cử, một triệu cử tri trong tổng dân số 2,2 triệu người đi bỏ phiếu từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 9 năm 1990. Kết quả là đảng MPP, tức là đảng Cộng sản, MPAP cũ giành được 60% số phiếu bầu và 86% ghế quốc hội và các đảng đối lập chiếm 40% số phiếu còn lại. Trong phiên họp đầu tiên ngày 3 tháng 9 năm 1990, Quốc hội Mông Cổ bầu ra bộ máy lãnh đạo mới, trong đó thì các chức như là Tổng thống và Thủ tướng thuộc về đảng MPP, còn các chức Phó Tổng thống, Phó Thủ tướng thuộc về các đảng đối lập. Như vậy, sau năm 1990 thì Đảng Cộng sản Mông Cổ đã không mất quyền lực mà chỉ phải hợp tác và chịu sự kiểm soát đối lập để tránh độc quyền và họ đã chiến thắng. Tháng riêng 1992, Quốc hội Mông Cổ thông qua bản hiến pháp dân chủ đầu tiên có hiệu lực cho đến ngày nay. Thế là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội kéo dài 70 năm của Mông Cổ đã kết thúc và một nhà nước dân chủ tự do đa nguyên đa đảng đã được hình thành. Nhà nước đó tôn trọng quyền tự do chính trị và tự do dân sự của công dân. Quyền lực nhà nước được kiểm soát và một nền kinh tế thị trường được vận hành hiệu quả từ năm 1990 cho đến nay. Ông Tô Lâm đang nắm quyền lực tuyệt đối ở Việt Nam. Chuyến đi Cuba và Mông Cổ bày ra trước mắt ông hình ảnh đối lập hết sức rõ ràng và không khó để mà lựa chọn. Nếu như ông kiên trì theo con đường của Cuba hoặc là theo Trung Quốc, nước của dã tâm biến Việt Nam thành chư hầu thì chẳng có gì phải bàn. Còn nếu như ông quyết khởi đầu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như là ông Diêu Giao thì Mông Cổ là bài học đáng được áp dụng. Việc ông cần làm ngay là trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị, từ bỏ đặc quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng cộng sản việt nam tôn trọng sự khác biệt và chấp nhận đa nguyên chính trị và bầu cử tự do như là đảng mprp mông cổ đã làm ba chục năm trước được như vậy ông và đảng của ông chẳng những không mất quyền lực mà còn có thể vàng danh sự sách nếu không làm như vậy thì những lời tuyên bố kiểu con đường phát triển của việt nam không thể tách rời với xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại mà ông nói tại Đại học Columbia University mấy hôm trước cũng chỉ là thứ ngôn từ xảo trá, mị dân rẻ tiền, không thuyết phục được ai cả. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất. Và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.